Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em lên sóng thanh lý tiếp cho anh em một cục công suất đến từ thương hiệu Samsung của Hàn Quốc. Đấy, con này thì cực kỳ đẹp luôn, nó thiết kế rất là đầu gấu anh em nhé, nhìn nó như là robot ấy. Đấy, rất là đẹp nhé. Con này nó chế độ Gigabass nên nó đánh rất là phê luôn, nó đánh hai cầu 4 loa cùng lúc, trong đó là hai loa trầm và hai loa chính anh em nhé. Hai loa chính đánh như bình thường, và nếu mà anh em có thêm hai loa trầm hơi, anh em quánh vào hai cửa loa trầm hơi nó đánh rất là mạnh luôn. Con này có rất nhiều chế độ đèn dâng, đây đèn hiển thị ở đây rất là đẹp anh em nhé, đèn nó chạy rất là đẹp luôn. Con này có bluetooth anh em nhé, đây bluetooth này, đây, bluetooth rất là dễ luôn nhé. Để kết nối bluetooth anh em chỉ cần bấm vào đây này, đấy, nó hiện lên bluetooth trên màn hình này, anh em tìm kiếm và kết nối bluetooth anh em nhé. Đấy, bluetooth. Đấy. Cần em vừa test cho anh em là chế độ aux, em cắm điện thoại máy tính vào aux. Con này nghe là cả là fm anh em nhé, đây fm con này bắt full tần số luôn, nét căng tất cả các đài Việt luôn. Đây 87, đây fm lên 108 luôn nhé, bắt nét căng tất cả các đài Việt cho anh em luôn nhé. Anh em chỉ cần cắm cái anten đằng sau là anh em một đoạn dây tầm khoảng 20 cm và đằng sau là anh em bắt được sóng là nghe thôi. Con này có hai USB anh em nhé, hai USB, đấy, hai USB, anh em có thể nghe USB hoặc là thâu từ USB nọ sang USB kia được nhé. Con này thì nó có cả phần CD nhưng mà phần CD của đấy anh em không test đâu anh em nhé, CD không bao giờ test cả. Đây phía sau đây. Con này là tách từ cái bộ của nó là 2100W anh em nhé, 2100W. Đấy. Con này 2100W này, anh em tìm này, đây nhá. Con này là MX này, HS 6500 anh em nhé. Anh em lên mạng anh em gõ là ra ngay nhé, con MX này HS 6500. Đấy. Công suất tiêu thụ điện của nó là 140W nhé, còn công suất đánh loa tổng của nó là 2100W. Đấy. Đây, nó có cầu loa của nó đây anh em nhé. Cầu loa của nó đây thì trong cái đó là hai cái cầu trên này, cầu đỏ trắng này này là loa trái và loa phải, loại đánh loa bình thường anh em nhé. Còn hai cầu bên dưới này là nó gánh thêm hai quả trầm hơi nhá, hỗ trợ đến bát 30 luôn anh em nhé. Đấy, loa trên này nữa này, loa trên này cũng hỗ trợ đến bát 30 nhá, bát từ 10 đến 30 nhá. Đấy, còn bên dưới này cầu này cũng hỗ trợ bát từ 10 đến 30 luôn. Đấy, có nghĩa là đánh được 4 loa cùng lúc, hai loa chính và hai loa súp anh em nhé. Em vừa test cho anh em là em quánh đôi súp bát 25 của Sony đấy anh em nhé. Rất là phê luôn. Con này anh em nghe đa thì loại nhạc nhé, nhạc gì cũng hay. Đấy. Đây này là có chỉnh các chế độ nhạc đây này anh em nhé. Anh em ấm một cái logo EQ này này. Đấy, nó có rất là nhiều các chế độ nhạc. Em thích để cái chế độ Abu Music này nhất này. Đấy, cái khi mà anh em để chế độ này Arabic Music này này. Đấy, thì nó cái trung âm của cái đài kép lên rất là tốt và bát đấy rất là sâu nhá. Đấy, để cái chế độ đấy nghe là thoáng hẳn tiếng luôn, rất là sướng luôn, nên chỉ để chế độ đấy là nghe thôi. Đấy, rất là đẹp anh em nhá, đẹp và mồ cực kỳ luôn. Đấy, bộ này nếu anh em mua mới thì nó phải khoảng 8-9 triệu, nhưng mà bây giờ nó không có sản xuất mới nữa đâu, ngày xưa lúc mới ra thì 8-9 triệu cơ. Đấy, bây giờ thì nó không còn sản xuất nữa. Đấy, thì em thanh lý cho anh em cái cục công suất này chỉ 1.680.000 thôi anh em nhé, gọi là rẻ như cho luôn rồi. Cái giá trên em vui lòng không mặc cả nhé, mặc cả nữa thì đúng 2 triệu mới bán. Rồi, hiện tại em để đúng 1.680.000 thôi, vừa bán với kỷ niệm cho anh em 1.680.000 nhé, rất là đẹp và ngon. Anh em cắm thẳng điện lưới và để sử dụng 220V luôn anh em nhé, nó là hàng xuất nên anh em sử dụng được 220V luôn, rất là đẹp luôn. Đấy. Rồi anh em chốt mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574, em có nhận ship hàng toàn quốc, bọc xốp cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo, Facebook của em là Đưa Anh Lo Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. Rồi chào anh em nhé.